Xin chào các bác anh chị. Thì hôm nay Hải sẽ chia sẻ các bác anh chị mình, nhất là mấy cô, mấy chị, mấy bạn, chị em phụ nữ, một cái loại dược liệu nó rất là quý so với mấy cô, mấy anh, mấy cô, mấy chị, mấy bạn, chị em phụ nữ. Nhưng rất ít người biết được nó. Bởi vì sao nó quý với lại mấy cô, mấy chị, mấy bạn? Nó có thể trị được những căn bệnh mà thường xuyên các cô các chị gặp. Ví dụ nám da mặt, bới kinh, tắc kinh, mà quan trọng nhất là nó trị được cái vấn đề đau bụng kinh. Thì video hôm nay hãy xin dành tặng cho mấy cô, mấy chị, nói chung là chị em phụ nữ, để chị em nào mà có hoàn cảnh khó khăn, không có tiền chữa bệnh mà vướng vào những căn bệnh này, thì chúng ta có thể đi ra đồng tìm loại cây này về trị bệnh. Rất tuyệt vời. Đây là một trong những bài thuốc dân gian rất tốt. Và đó là loại dây gì ạ? Đây này các bác anh chị. Thì đây ạ, các anh chị mình đã thấy được cái lá này, và đã nhận ra là cái lá của cái dây gì không ạ? Đây, trái lên đây. Các anh chị mình thấy trái rất là nhiều kìa. Đó. Đó. Thì đây là dây cứt quả. Hoa của nó đây các anh chị mình nè. Hoa của nó đây. Đó, lá của nó đây. Đó, các anh chị mình thấy rất tuyệt vời không? Rồi. Vì sao hôm nay Hải lại chia sẻ các anh chị mình cái loại dây này mà ở Việt Nam chúng ta chỗ nào cũng có. Ha. Trái nó đây các anh chị. Đó. Loại cái dây này là một cái bài thuốc không đồng cho các chị em, các cô, các chị và các bạn, các em phụ nữ. Rất tuyệt vời. Để nó trị được những bệnh gì ạ? Đau bụng kinh, bế kinh và nám da mặt do nóng gan. Chỉ như đó thôi là chúng ta đã biết được công dụng rất tuyệt vời của cái loại dây này rồi. Thì dây này là dây cứt quả, còn hay gọi là cứt quả lá nhỏ. Còn một loại lá lớn nữa các anh chị mình nè, hoặc người ta còn hay gọi là dây kim hoa. Hoa là dây á các anh chị mình. Hoa là dây á. Đó. Hoa gọi là trong đông y người ta quy vào là cái dây. Như là khổ hoa, đó là gọi là cái dây ha. Đó, thường là vậy. Loại này thuộc họ bầu bí của anh chị mình nè, thuộc họ bầu bí. Tính vị của nó nè. Vị đắng, tính lạnh và không có độc. Nhưng khi cái trái này nè còn non á thì nó không có độc. Người ta có thể đem về muối ăn. Nhưng cái trái nó già và nó chín á thì nó hơi có độc. Đó, mình nói rất rõ ha. Công dụng á, công dụng của nó giúp giải độc, trừ đờm và giải nhiệt, bởi vì tính vị của nó là tính lạnh, hàn, mát. Đó, cho nên những người bị nóng gan mà bị nám da mặt thì sử dụng loại cây này rất tuyệt vời và tốn không đồng. Và những cái đọt non của nó như thế này. Đây. Thì người ta có thể bứt về và luộc ăn. Nó nhẫn nhẫn như khổ qua thôi. Rất tuyệt vời. Hãy sẽ chia sẻ những công dụng của một số nước người ta sử dụng cái cây này để về cái dây cứt quả này để làm gì, để làm trị bệnh và những cái căn bệnh gì và những cái bộ phận nào. Và cuối cùng là hãy sẽ chia sẻ bài thuốc cho các bác chị mình rất đơn giản luôn, nhất là mấy cô, mấy chị và mấy bạn phụ nữ ha. Khi mà cái dây khổ qua này nó ở Ấn Độ đó, thì người ta sẽ lấy cái rễ của nó và người ta giã nát ra, trộn với lại nước ấm, nước nấu sôi để còn ấm ấm á, và người ta xoa vào những cái chỗ bị đau nhức cơ bắp, cơ thịt và những cái vấn đề về chân tay bị teo đó. Còn cái quả nè, cái quả của nó thì quả non á, thì như Hải đã nói thì người ta dùng để muối hoặc là để ăn đó. Còn cái lá của nó, cái lá của nó rất là nhiều cái công dụng của anh chị mình nè. Lá của nó thì bên Ấn Độ người ta sắc cái nước sắc từ lá nè, người ta trị được cái bệnh uốn ván. Uốn ván là cái bệnh phong đồng gánh đó các anh chị mình đó. Hoặc là cái đó là mình sắc cái lá thôi. Còn khi mà chúng ta ép cái dịch lá ra, ta giả nhuyễn và ép lấy nước cốt á, thì lấy cái nước cốt đó xoa vào mắt thì nó sẽ trị được cái bệnh viêm mắt, viêm kết mạc đó các anh chị đó. Và toàn thân cái cây, toàn thân cái dây này, từ cái trái già và trái chín, toàn thân
cái dây khổ quả này, cái dây cứ quả này, cái dây kim qua này, thì người ta sắc nước để có cái công dụng là trừ đờm, cắt cơn ho do bệnh phổi. Đó là một số thông tin cơ bản cho các anh chị mình hiểu thêm về cái dây cước quả này, cái dây kim qua này. Rồi khi mà chúng ta đi vào bị thuốc ha, khi mà các anh chị mình bị là bị bế kinh đó, thì gọi là tắc kinh đó các anh chị, bế là tắc á, bế tắc á. Đó, thì chúng ta sử dụng cách nào? Đây là những cái bài thuốc dân gian được truyền miệng và liều lượng của nó thì theo kiểu cái dân gian. Và vì sao mà bài thuốc dân gian mà đến bây giờ nó còn? Bởi vì nó rất là hay, đó, nó rất là hay, cho nên bây giờ nó mới còn. Chứ mà nó dở thì người ta không cần thiết phải lưu truyền. Rồi khi mà bị bệnh này thì các bác chị mình lấy cho Hải là một nắm dây, dây ha, lấy cái dây lá luôn, dây và lá, bỏ trái đi, bỏ cái trái đi, lấy cái dây cái lá thôi. Một nắm, một nắm là sao? Khi mình bứt cái dây, Hải sẽ chia sẻ kỹ luôn cho các anh chị mình ha. Đây, khi ví dụ cái dây này mình bứt á, thì mình do tròn lại, mình do tròn lại ha, đó, do tròn là như thế này. Ở đây là ít nè, do tròn là mình nắm một sao mà được một nắm vậy nè. Nó mình do tròn là một nắm sao được một nắm vậy ha. Mà dây tươi, bỏ trái đi, chỉ lấy dây và lá thôi. Ngâm qua nước muối loãng, rửa nước sạch để ráo, chặt khúc, đó, chặt khúc. Rồi các anh chị mình á, là bỏ một cái nồi. Rồi các anh chị mình đổ cho Hải á, cái nước dừa mà của lấy một cái trái dừa nước ha, trái dừa mà chúng ta hay chặt nước chúng ta uống đó, đổ hết nước của một trái dừa ra vào một cái nồi đã có cái dây hữu quả này và nấu sôi lên từ 5 đến 10 phút, rồi chắc lấy nước chia làm hai lần uống, uống sau bữa ăn 1 tiếng đồng hồ. Đó là cách trị bế kinh, tắc kinh rất tuyệt vời. Và đây bài thuốc thứ hai là bài thuốc trị đau bụng kinh. Thì chắc hẳn rất là nhiều chị em của anh chị mình đã bị và uống thuốc thì cũng rất là nhiều, nhưng mà có những người uống thuốc không hết và cũng phải chịu cái vấn đề này có khi đến bây giờ. Thì nếu như vô tình gặp được cái video của Hải đây thì các anh chị mình tham khảo, nếu nếu có duyên và có lòng tin thì chúng ta cũng tham khảo rõ ràng để chúng ta sử dụng ha. Và lưu ý những người mà bị cơ thể lạnh thì chúng ta không sử dụng cái loại dây khổ quả này ha, bởi vì tính này tính mát, tính là tính hàn tính lạnh, mà người lạnh nữa thì uống vào thì không được. Rồi khi mà chúng ta bị đau bụng kinh, muốn sử dụng cái dây khổ qua, dây kim qua này để chúng ta trị bệnh, thì cô bác chị mình lấy cho Hải là một nắm dây tươi, cũng là một nắm như hồi nãy luôn đó, một nắm như hồi nãy luôn, một nắm tươi, rồi rửa sạch đi, rồi giã nát, rửa sạch giã nát, vắt lấy nước vào một cái chén, vắt lấy cái nước cốt đó nha, giã nát thật nát rồi vắt lấy nước cốt cho vào một cái chén, cái chén mà chúng ta ăn cơm á, cái chén chúng ta ăn cơm, đổ cái nước cốt của cái dây kim qua này vào đó. Rồi cô bác chị mình á, lấy cái nước dừa tươi ha, nước dừa chúng ta uống đó, đổ vào cho cái chén nó đầy, cái chén nó đã có cái nước cốt của dây khổ dây cước quả rồi, và đổ thêm nước dừa vào cho nó đầy chén đó, cho nó đầy chén đó, và uống một lần, uống một lần mỗi ngày, chúng ta uống hai lần, uống sau bữa ăn 1 tiếng đồng hồ. Như vậy thì nó sẽ giúp chúng ta hỗ trợ điều trị được cái bệnh đau bụng kinh. Nhưng đôi khi uống một ngày hoặc hai ngày nó không tác dụng, thì như vậy thì chúng ta uống đến khi nào mà tới chu kỳ mà chúng ta không còn nghe đau bụng nữa thì chúng ta sẽ ngừng. 1-2 chu kỳ là chúng ta sẽ biết thôi. Rất tuyệt vời từ một cái dây này. Và lưu ý rằng khi mà chúng ta muốn uống để trị, bởi vì chúng ta bị đau bụng rồi thì chúng ta biết rồi đúng không, từ chu kỳ nào chúng ta cũng bị, thì bây giờ là trước chu kỳ khoảng từ 5 ngày trước khi đến chu kỳ thì chúng ta sẽ uống, rồi qua chu kỳ chúng ta ngừng uống, qua chu kỳ chúng ta ngừng uống, đến chu kỳ sau trước chu kỳ 5 ngày chúng ta uống tiếp, và đến khi nào mà chúng ta không còn cảm thấy là đến chu kỳ mà đau nữa thì chúng ta sẽ nghỉ uống luôn. Đó là cách sử dụng cái dây cước quả này để chúng ta trị bệnh đau bụng kinh. Cho nên đầu video Hải đã gặn ý rằng loại dây này nó dành cho các chị em, cô bác, anh chị, phụ nữ. Bài thuốc thứ ba mà rất là nhiều cô bác anh chị gặp phải đó là nám da mặt do nóng gan. Rồi để có bài thuốc này, cô bác anh chị mình vẫn lấy cho Hải một nắm dây tươi. Từ nãy là một nắm không nha. Ở đây là một khúc dây ngắn thôi, Hải demo cho các anh chị mình thôi. Nếu chúng ta lấy, chúng ta lấy nhiều hơn ha. Ở đây là chỉ một miếng nè. Đây Hải dò lại cho coi. Có miếng nè. Chúng ta phải lấy một nắm như thế này. Một nắm dây tươi. Và ngâm vào nước muối loãng, rửa nước sạch để ráo, chặt khúc ra. Đó, chặt khúc ra, bỏ vào một cái nồi, đổ cho Hải 1 lít nước, nấu sắc lại cho Hải còn nửa lít nước và chia làm 2 đến 3 lần uống trong ngày. Uống sau bữa ăn 30 phút. Đó là cách trị nám da do nóng gan. Bởi vì cái này nó làm mát cơ thể,
nó tiêu độc từ đờm rất tuyệt vời đó. Đơn giản hơn của anh chị, từ nãy giờ của anh chị mình chưa tốn một cắc nào luôn. Nếu chúng ta có dừa và có dây hấu quả này, và cái dây gọi là dây khổ quả, ổ quả hoặc là cước quả hoặc là kim qua, nếu có dây này thì từ nãy giờ của anh chị mình chưa có tốn một cắc nào luôn mà chúng ta trị được những căn bệnh mà thường xuyên á, mấy cô mấy chị vướng phải mà không biết làm sao để né được. Đôi khi thuốc tây á thì trị thì cũng được, nhưng mà nếu như mà thuốc tây trị không được á thì chúng ta không biết cái bài thuốc này nữa thì coi như là cứ ráng chịu thôi, cứ ráng chịu. Như vậy thì rất là đáng tiếc khi mà chúng ta không biết được những bài thuốc dân gian mà ông bà ta đã để lại cho chúng ta. Rồi phần kế tiếp là cái phần lưu ý cho các anh chị mình. Loại này nó vị, tính vị của nó là tính đắng, cho nên á, và nó còn hơi hôi nữa. Nhưng mà nếu chúng ta uống á, mà uống tươi á thì nó khó uống. Bởi vậy chúng ta cộng thêm nước dừa vào thì nó dễ uống, nhưng nếu chúng ta sắc uống thì nó càng dễ uống hơn. Đó, lưu ý nha, nó hơi đắng nha. Đó. Rồi trái á, cái trái non như thế này thì nó không độc, người ta có thể muối ăn. Còn cái trái già hoặc cái chín thì nó hơi có độc. Thứ hai, cái kế tiếp nữa là phụ nữ mang thai không được uống, bởi vì nó có tính lạnh hàn thì như vậy. Và trẻ em dưới 10 tuổi không được sử dụng. Thì đó là những cái lưu ý khi mà chúng ta muốn sử dụng cái dây khổ quả hoặc cước quả hoặc là kim qua này, để cho các anh chị mình tham khảo ha. Thì hôm nay Hải đã chia sẻ xong của anh chị mình những cái công dụng rất là tuyệt vời từ cái dây khổ quả này hoặc là cước quả hoặc là kim qua này. Cô bác anh chị mình thấy tuyệt vời không ạ? Hãy không phải nói để cho nghe hay, nhưng những bài thuốc này đã trải qua biết bao nhiêu năm tháng, bởi vì nó là những bài thuốc dân gian của ông bà ta ngày xưa đúc kết để lại cho con cháu sau này. Nhưng thời buổi hiện đại chúng ta không có thời gian, chúng ta chỉ có một thời gian để đi ra tiệm thuốc mua thuốc về thôi. Còn những bài thuốc dân gian cổ truyền như thế này rất ít người biết, bởi vì chúng ta không để ý. Nếu chúng ta muốn quan tâm thì dĩ nhiên chúng ta sẽ biết thôi, không có gì làm khó chúng ta. Cái khó là chúng ta có muốn tìm hiểu hay không thôi. Thì hôm nay Hải đã chia sẻ xong với anh chị mình những cái bài thuốc rất là dân gian của cái dây khổ quả này, kim qua này, để cho cô bác anh chị mình tham khảo. Và những bài thuốc rất là hay, rất là chất lượng, để dành cho các chị, các cô và chị em phụ nữ. Để khi mà chúng ta mắc bệnh này rồi thì rất là buồn. Nếu chúng ta không có thời gian hoặc là không có tiền hoặc là gì đó thì cũng rất là buồn. Chúng ta phải ở đó, chúng ta ráng chịu cái bệnh. Thì như vậy thì rất là tiếc luôn. Rồi, thì về cái dây khổ quả này, kim qua cước quả này thì cũng đã xong. Thì cuối video Hải cảm ơn và chúc bác anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Video Hải đến đây Hải xin được kết thúc. Bye bye các anh chị mình nha.